Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ. Thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Khán thính giả đã biết rồi, ở bên Mỹ và Tây Phương, lúc nào cũng ca ngợi tự do ngôn luận. Và họ cho rằng tự do ngôn luận là đệ tứ quyền, là một trong những điều căn bản giúp cho xã hội phát triển. Nhưng sự thực như thế nào? Hôm nay tôi muốn nói về câu chuyện của một người gốc Bengali, cha mẹ di dân từ Bengali, tức là phía nam của Ấn Độ đó. Họ gọi là người Nam châu Á qua bên Mỹ. Và cô này sinh ra và lớn lên ở tại nước Mỹ. Sau đó đi học trường USC, tức là University of Southern California. Cô này đi học và ra trường, cô đậu thủ khoa trường này. Thủ khoa trường USC là rất có danh dự vì trường này rất là khó vào. Khó vào lắm, điểm phải là trên 4 chấm mới vào được và phải giữ cái điểm là lúc nào cũng trên 4 chấm hết. Vì người châu Á nổi tiếng là thông minh, học giỏi nên họ nhận người châu Á vào với điểm rất là cao. Nhiều khi 4 chấm cũng chưa được nhận nữa. Và khi học á, thì họ chọn thủ khoa đó thì phải là rất là giỏi và phải là những người làm những việc công ích cho xã hội. Thì năm nay á, cô này á, là một người gốc Nam châu Á tên là Asna Tapasum, người gốc Bengali. Cô đã đậu thủ khoa. Cô đậu thủ khoa nhưng mà năm nay á, họ không để cho cô như thường lệ đó. Năm nào mà những người thủ khoa cũng được phát biểu, đọc một bài diễn văn. Thì dự trù năm nay ngày 10 tháng 5 năm 2024, lễ ra trường của cô và các đồng nghiệp, các học sinh khác và cha mẹ họ tới nơi đây tham dự, người ta dự trù là khoảng chừng 65.000 người. Thì kỳ này họ hủy, không để cho cô phát biểu, không đọc diễn văn. Nguyên do đó, cô là người gốc Nam Á, nhưng cô là người Hồi. Cô là người Hồi thì khi mà chiến sự Israel và Hamas thì cô ủng hộ cho Palestine. Cô lên tiếng ủng hộ cho Palestine rất là nhiều. Nên trường mới nói rằng là việc mà cô ủng hộ cho Palestine thì trường bị đe dọa nếu mà cô đọc diễn văn. Người mà chịu trách nhiệm cho cái ngày lễ ra trường đó nói rằng là chúng ta phải nhường cái việc mà truyền thống lại, do ưu tiên là vấn đề an ninh. An ninh đây là họ e ngại có chuyện gì đó xảy ra cho cái buổi lễ đó sẽ gặp những khó khăn. Nhưng mà rất nhiều sinh viên họ đã xuống đường, họ yểm trợ cho cô Asna Tapasum. Họ nói chuyện mà trường nói về vấn đề an ninh là như thế nào. Nếu mà về vấn đề an ninh thì tại sao chúng ta không có những thủ tục, những gì đó để ngăn chặn việc phá hoại này? Hãy để cho cô Asna Tapasum cứ việc nói, cứ việc đọc diễn văn như trong truyền thống, chúng ta phải tôn trọng chứ. Cô Asna Tapasum nhỏ người, nhưng mà đó, tư duy của cô, cách hành xử của cô rất là lớn. Cô còn là người lớn còn hơn cả cái người mà ban tổ chức cho lễ ra trường năm nay. Việc mà e ngại ai đó kiếm chuyện thì có cảnh sát, có cả
cảnh sát của trường nữa cơ mà, tại sao lại phải sợ? Ai đó đe dọa thì cứ việc báo cảnh sát. Sinh viên họ xuống đường cả bao nhiêu ngàn người, họ yêu cầu là đừng thay đổi chương trình, hãy để cho cô Asna Tabassum đọc diễn văn. Nhân trường qua các viên chức, đặc biệt là phó viện trưởng Andrew T. Guzman đã gửi một lá thư ra, vẫn nói như thế này: sau khi mà chúng tôi đã cân nhắc rất là kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định đó là cái ngày lễ ra trường của các sinh viên của chúng ta, khoảng chừng 19.000 người tham dự, và các cha mẹ của họ nữa là khoảng chừng 65.000 người tham dự, thì chúng tôi không thể nào để cho cô Asna Tabassum đọc diễn văn. Vì như thế, chúng tôi cho rằng rất là buồn, nhưng mà chúng tôi quyết định không thể nào để cho Asna Tabassum đọc diễn văn vì an toàn của mọi người. An toàn của mọi người, nhất định không cho thêm chi tiết nào hết. Nhất định là không để cho cô Asna Tabassum phát biểu. Cô Asna Tabassum khi mà biết tin này thì cô nói cô rất là buồn. Cô không ngờ ở nước Mỹ, nổi tiếng là một nước tự do ngôn luận và văn minh, vậy mà nước Mỹ, một trường đại học lớn nổi tiếng của nước Mỹ, khó khăn khi mà xin nhập học, ra trường rất là khó khăn, vậy mà lại bịt tiếng nói của những người như cô. Đâu có làm cái gì sai trái đâu. Cô ủng hộ cho Palestine, đó là quyền của cô. Còn ai đó ủng hộ cho Israel là quyền của những người đó. Tại sao chỉ vì cô ủng hộ cho Palestine, muốn thành lập một quốc gia song hành với quốc gia Israel, thì lại bịt miệng cô, không cho cô quyền mà truyền thống nhé, quyền truyền thống để mà đọc diễn văn. Vậy là những người mà ủng hộ Israel thắng thế à? Những người mà chọn sự khủng bố thắng thế à, ở nước Mỹ à? Lực lượng an ninh của nước Mỹ đâu? Tại sao lại để cảnh này xảy ra, làm ô nhục danh tiếng của trường USC, tức là University of Southern California đó? Tại sao? Cô nói không phải là tôi đâu có yêu cầu, tôi đâu có đòi hỏi chuyện đó, tôi đâu có đòi hỏi để đứng trước bao nhiêu nghìn người để mà đọc diễn văn, tôi không đòi hỏi. Nhưng đó là truyền thống. Trường đã hủy bỏ truyền thống để chọn đứng về phía của những người khủng bố, đứng về phía của những người Israel. Trong khi đó tôi chỉ nói tôi ủng hộ cho Palestine thành lập một quốc gia. Còn ai đó ủng hộ Israel thì quyền của họ. Tại sao lại bịt miệng tiếng nói của tôi? Mà đây là quyền của tôi trong truyền thống của trường. Vì tôi đậu thủ khoa thì hãy để cho tôi phát biểu và đọc diễn văn chứ. Trường thì lại chọn những người khác để mà đọc diễn văn. Không phải là các sinh viên ra trường năm nay, mà là những người từng ở trong trường này. Như là một người từng làm phim, đó là ông John M. Chu, là đạo diễn của phim Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians là một tập phim cười liên tục từng ngày, mà đóng về cái cảnh gia đình của ông Binh Hồ ở Houston, Texas. Thì họ mời ông John M. Chu tới để phát biểu, rồi họ mời luôn một người nữa đã ra trường ở nơi đây nhưng liên quan đến vấn đề thể thao, được gọi là một sport icon, đó là Billie Jean King. Vậy là những người mà ra trường năm nay theo như quyết định của trường USC không có đọc diễn văn, không có phát biểu. Những người ra trường kỳ trước thì trở lại để phát biểu, trong đó có John M. Chu và Billie Jean King. Đó là thông tin tôi gửi đến quý khán thính giả. Góc nhìn của tôi thì quý khán thính giả đã thấy rồi.
nước Mỹ có thực sự là tôn trọng tự do ngôn luận hay không, khi một trường nổi tiếng như USC lại hủy bỏ việc mà phát biểu của thủ khoa năm nay, mà trong truyền thống thì họ tôn trọng như thế. Thủ khoa năm nay không có làm một cái gì sai hết, chỉ ủng hộ cho một nước Palestine trở thành một quốc gia. Còn ai đó đó ủng hộ cho Israel thì cô Asna Tabassum đâu có phản đối. Nhưng nhà trường lấy lý do là vì vấn đề an ninh, không nói chi tiết nào hết, hủy bỏ, không cho cô phát biểu. Thì sinh viên đã xuống đường nói rằng chẳng lẽ lại sợ ai đó đe dọa, cảnh sát đâu, FBI đâu, lực lượng bảo vệ của trường học đâu, tại sao lại bịt miệng cô Asna Tabassum? Vậy nước Mỹ có thực sự là tôn trọng tự do ngôn luận hay không? Thì tôi nghĩ khán thính giả của tôi đã có câu trả lời. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.